Vâng, em xin chào toàn thể tất cả các bác. Chiếc xe Hyundai kia của em đây. Đợt trước thì để ở sân bê tông, nhưng mà đợt này thì lại để ở chỗ cụm tre kia và cũng có mái tre. Đơn giản thôi. Nhà còn khá là nghèo nên là chưa làm được cái mái tre xịn sò các bác ạ. Nhưng mà Hyundai Getz thì cũng khá là bền bỉ. Đó, con xe của em chăm rất là kỹ rồi các bác nhé. Những cái ngày mưa, ngày rét như thế này, nhất là miền Bắc, những ngày rét thì khá là khắc nghiệt về thời tiết. Đó thì ở đây thì chiếc xe của em đã được chăm rất là kỹ rồi. Đây các bác nhìn vào thì các bác thấy là nó có gì đó nó rất là chắc chắn và rộng rãi. Em cũng có từng lái Kia Morning và i10. Về cái cảm giác lái thì không thể bằng Hyundai Getz được. Và kể cả về cái tính để mà phục vụ gia đình và chở đồ đạc, Hyundai Getz nó hoạt động rất là tốt. Còn những bác nào muốn đời cao thì mua i10 nhé. Con i10 nó khá rộng rãi, bởi vì nó là đời sau của Hyundai Getz. Thì có lẽ là như vậy, khi mà một chiếc xe được cải tiến công nghệ hơn, nhưng mà về cái độ đầm chắc thân vỏ thì i10 không thể bằng Hyundai Getz được. Đó là một cái điều mà em cảm nhận thực tế. Còn những cái bác nào mà có cảm nhận khác hơn thì cũng cho thêm ý kiến. Đó thì chiếc xe này em đã độ rất là nhiều thứ rồi. Bốn cặp mâm i10 này, đèn xenon, màn hình Android, trần bọc nỉ 5D đấy, và cục trầm. Ghế thì bọc da hết rồi các bác nhé. Nói chung là con xe này rất là ổn định rồi. Đi nói chung là rất là yên tâm. Đèn xenon này các bác nếu mà độ ở ngoài cũng mất khoảng độ mấy triệu đó. Khoảng độ hơn triệu chứ không phải là mấy triệu. Thực tế thì chiếc xe này nó cũng phục vụ rất là tốt. Đó. Đây thì chiếc xe này nó có gì đó mà gợi nhớ đến những chiếc xe đời lem huyền thoại của Honda. Đấy, nó cũng gần như thế các bác ạ. Đã rất là lâu rồi em không hay quay chiếc xe Hyundai Getz, nhưng mà thực tế thì rất là yên tâm rồi. Không có gì phải lăn tăn, mua về phục vụ gia đình thì các bác có thể đi 10 năm nữa nó cũng không hỏng. 10 năm nữa vẫn phục vụ tốt các bác nhé. Đó thì đây. Rất là yên tâm rồi. Các bác nhìn cái vô lăng của Hyundai Getz nó rất là chắc chắn. Các bác cầm vào cái vô lăng của con Kia nó rất là nhỏ và trông nó không chắc chắn đâu. Nói chung là sờ vào Hyundai Getz thì các bác sẽ thấy một cái điều rất là chắc chắn, khá là dày dặn. Em phải nói là như thế, rất là dày dặn. Bởi vì đây là một con xe nhập. Đây là con xe bản đủ các bác nhé. Con này là đầu 2019, nên là nó, quên, 2009. Được 2019 thì cũng là tốt quá. Đó thì nó có một đèn trần thôi, nhưng mà nó là bản đủ. Đây, bóng khí đây các bác ạ, túi khí. Tất cả những cái chi tiết trên xe nó rất là đầm chắc và rất là chắc chắn. Và đây em sẽ ra quay máy móc cho các bác xem. Và đây là cái bộ máy móc của chiếc xe Hyundai Getz em đã sử dụng và trải nghiệm khoảng 5 tháng nay rồi. Cũng là một người rất là mê xe và chăm xe rất là kỹ. Cho nên là con xe này hiện tại thì nó rất là yên tâm khi mà sử dụng. Một con xe tuy đã cũ rồi nhưng mà về cái tính năng và cái công năng của nó thì rất là tuyệt vời. Đây, các bác có thể này, cái máy móc của con xe của em nó rất là khô láo. Đấy, rất khô láo các bác nhé. Đây, những cái bác nào mà đi xe mà thấy cái con xe mà nó, cái ống này mà nó móp vào thì là có vấn đề các bác nhé. Em cũng chia sẻ trong một số video clip rồi. Cái ống này lúc nào nó cũng phải căng. Bởi vì khi mà căng ý, thì đồng nghĩa với cái việc là nó lưu thông đường nước mát rất là tốt. Ngày xưa em đi con xe này là cũng có gặp cái tình trạng là cái ống này nó cứ đến buổi sáng nó lại móp vào. Đấy. Thì là nó hỏng cái nắp này các bác ạ. Cũng là chia sẻ các bác là cái gì em biết được thì em chia sẻ thôi. Chia sẻ rất chân tình và rất là chuẩn xác, chính xác luôn đấy. Cái bình này thì cũng ở trên này thì nó có báo vạch đây này. Còn xanh này thì là tốt này. Chỗ này là
là phải thay thế. Đấy, nó có dấu hiệu ở đây, chỗ này hiện tại vẫn còn xanh các bác ạ. Thì bình nó vẫn dùng tốt, người ta có những cái ký hiệu và những cái dấu hiệu của cái bình ắc quy mình có thể cảm nhận được nó tốt. Bình ắc quy thì thường sử dụng trong khoảng 45 AH, nó rơi vào khoảng hơn triệu các bác nhé. Lọc gió này, nói chung là em thay và sử dụng chăm rất là kỹ rồi. Đây nước mát đây các bác ạ, nước mát lúc nào cũng đầy đủ. Đây các bác nhìn này, lúc nào cũng đầy đủ. Cái nước mát này rất là quan trọng, cho nên là nhiều bác cũng cứ nghĩ là mua một con xe nó đơn giản, nhưng mà thực tế nó không đơn giản chút nào. Nếu như các bác mua được một con xe của một người rất là chăm xe thì về thật sự là rất nhàn và đỡ phải sửa chữa nhiều. Có những con xe nào mà các bác tham mua vào tầm 100, 101 cũng có, chứ không phải không có. Người ta chỉ đánh rửa những cái vỏ với cái chi tiết nhìn nó rất sạch sẽ, nhưng thật sự bên trong nó quá kém rồi, kém về nhiều thứ, và các bác sửa thì sẽ mất rất là nhiều tiền. Đặc biệt là ví dụ đơn giản như nó hỏng một vài thứ đơn giản thôi, nhưng mà sửa ô tô này nó cứ phải tính tiền triệu các bác ạ, không tính tiền mấy trăm nghìn đâu, chắc chắn là như vậy. Và khi các bác sửa thì tốn rất nhiều tiền, đặc biệt là thân vỏ gầm bệ. Nếu cái thân vỏ nó kém, các bác về mà các bác sơn lại đã mất khớ tiền rồi. Con xe nào mà dầu mỡ chảy và phải bổ làm lại máy thì thật sự là mua rẻ nhưng mà hóa đắt. Đó cũng chia sẻ các bác những cái gì mà chân thực nhất đến mọi người. Chiếc xe này tuy nó cũ nhưng về cái cảm giác lái, về cái khả năng công năng sử dụng của nó rất là tuyệt vời. Đây là cái đèn xenon đã được độ rồi, và đây đèn bi gầm cũng đã được độ rồi. Nói chung con xe này được độ hết rồi, không phải là một cái thứ gì nữa. Em bây giờ chỉ có một cái việc mà muốn thay nữa, đó là thay cái cặp lốp sau là Michelin nữa thôi. Cặp lốp trước thì đã thay lốp Michelin rồi, còn cái cặp lốp sau thì cũng muốn thay lắm, nhưng mà nó còn rất là tốt. Đây, còn rất là tốt các bác nhé, còn rất là tốt, nên là mình không dám thay, bởi vì nó quá tốt rồi, bỏ đi lãng phí lắm. Còn cái cặp mâm này thì rất là đẹp, và cặp này là cặp nguyên bản của i10 các bác nhé. Ở ngoài thị trường thì bây giờ thì rơi vào khoảng 4 triệu, khoảng cỡ đó em đoán vậy thôi. Mỗi chỗ sẽ bán một cái giá chênh lệch khác nhau. Đó thì con xe này rất là chắc chắn. Thì những bác nào mà có nhờ em đi mua xe thì cũng cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại hoặc comment. Thì em ở gần thì em đi xem cho, và ở xa khoảng bán kính 200 km đổ xuống thì em lấy giá hợp lý thôi. Để các bác, nhiều bác tiếc tiền vài triệu nhưng mà bác không xem được xe thì có khi bác lại lỗ mất mấy chục triệu, chứ không phải là các bác cứ bảo là tiếc mấy triệu mà đi mua xe, mua phải con xe nát thì các bác còn mệt thêm. Đó thì em chia sẻ thật với các bác là như vậy. Đây là con xe của em đã sử dụng và rất ổn định. Thật sự Vinagate nó rất là rộng rãi, rất là rộng rãi đó các bác ạ. Xin chia sẻ các bác là chiếc xe Vinagate nồi đồng cuối đá của em. Những ngày mưa ngày rét như thế này có một chiếc xe ô tô quả là một cái điều rất là tuyệt vời. Cũng rất là muốn chia sẻ những cái gì chân thực nhất đến tất cả mọi người đã có ý định và đang có ý định mua một chiếc xe cũ sử dụng. Nên trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản để mua được con xe tốt và biết cách chăm xe. Con xe cũ mà các bác cứ bảo là đưa vào hãng người ta chăm cơ bản, em nói thật là nếu người ta sửa hết thì mất có khi đến 40-50 triệu. Thật sự các bác vậy. Mình hỏng cái chỗ nào mình sửa chỗ đấy thôi, mình biết một chút thì nó sẽ đỡ tốn chi phí nhiều. Cái nào cần sửa thì mình sửa, cái nào mình cảm giác nó không ổn định là mình sửa, nhận định về là phải chăm cơ bản cho nó những cái điều cần thiết. Xin chia sẻ đến các bác là con xe Hyundai kết của em và những cái điều mà
Em cảm nhận được trên những con xe cỏ. Xin chia sẻ đến các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Nhớ đăng ký ở kênh để em chia sẻ những điều thiết thực nhất về cách chăm con xe cỏ và mua được con xe tốt. Xin chào các bác.